Tập yoga không những mang lại cho bạn một thân hình đẹp, căng tràn sức sống mà còn giúp tinh thần thoải mái. Do đó hiện nay, yoga đã không còn là bộ môn thể thao quá xa lạ với mọi người nữa, đặc biệt là tại những thành phố lớn. Mọi người thường tập luyện trong phòng máy lạnh hay nơi yên tĩnh ngoài trời, nhưng một cô gái dưới đây lại tập yoga trên một con đường cao tốc khiến nhiều người chửi. Một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ đang tập yoga ngay trên một con đường cao tốc. Clip đang nhận được rất nhiều sự tương tác đến từ cộng đồng mạng. Theo đó, người phụ nữ này có vẻ là một người tập yoga lâu năm, khi khoe các động tác nhìn rất chuyên nghiệp, thậm chí là có thể uốn cong lưng, ngã người ra phía sau mà không gặp khó khăn nào. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đa số cư dân mạng đều tỏ ra khá bức xúc và không hiểu nổi việc làm này của người phụ nữ. Hết chỗ tập rồi à, chắc chắn sống rồi đấy mà. Nộp clip này cho công an thì tha hồ nộp phạt. Cô viết tránh tụ tập nên ra đường tập một mình cho an toàn, một số cư dân mạng bình luận. Khi bạn có ý định tập yoga, hãy chọn một phòng tập uy tín, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, ít người và có chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp sẽ tốt hơn cho bạn. Hoặc chọn một căn phòng rộng rãi và yên tĩnh trong nhà để làm chỗ tập. Chỉ cần đảm bảo nhiệt độ trong phòng ở mức dễ chịu, ánh sáng nhẹ và âm nhạc thư giãn sẽ tạo cho bạn một không gian lý tưởng.